Chiều ngày 25 tháng 11, Phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Phường Lương Sơn tổ chức tiêu hủy đàn lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi của chủ hộ chăn nuôi Nguyễn Tiến Dũng ở tổ dân phố sau Phường Lương Sơn. Tổng số lợn tiêu hủy là 13 con lợn thịt, trong đó 5 con đã chết trước thời điểm tiêu hủy và 8 con lợn ốm với tổng trọng lượng 843 kg. Kết quả xét nghiệm đàn lợn trên dương tính với dịch tả lợn châu Phi với tổng trọng lượng là 843 kg. Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố Sông Công có 276 con lợn, ở 6 xã phường bị mắc bệnh nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy với trọng lượng gần 20 tấn. Để ngăn chặn dịch bùng phát, cơ quan chức năng đã phun hóa chất tiêu độc khử trùng theo quy định. Các cơ quan chuyên môn để mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thực hiện tốt việc tiêu độc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi có dịch cũng như các điểm đường quan trọng, đồng thời khai báo chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn khi phát hiện lợn ốm chết hoặc có triệu chứng của bệnh dịch để có biện pháp xử lý kịp thời.